bạn thường xuyên phải đi công tác nên không có thời gian chăm sóc cây. Bạn hoặc người giúp việc không có kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh, nhưng bạn vẫn muốn có một chậu cây đẹp ở văn phòng hay ở nhà mà không cần chăm sóc. Hiểu được điều đó, trước khi giao chậu cây, Amber đã lắp đặt sẵn hệ thống tưới tự động hàng giờ ASD. Tùy theo mỗi loại cây, Amber đã cài đặt sẵn lịch tưới phù hợp. Khi đến giờ tưới, ASD sẽ tự động sáng màn hình và hút nước cùng dinh dưỡng từ bình chứa và bơm vừa đủ xung quanh gốc cây. Vì tưới trực tiếp vào rễ cây một lượng nước vừa đủ nên tiết kiệm hơn 70% nước so với cách tưới truyền thống. Ở chế độ tự động, màn hình máy sẽ tự tắt để tiết kiệm pin. Bạn chỉ cần làm hai việc là thêm nước cùng dinh dưỡng và thay pin khi máy hết pin. Nếu cắm điện thì không cần dùng pin. Bạn không cần tưới giọt nước nào mà vẫn có chậu cây xanh tốt, vừa sang vừa xịn. 2-3 tháng một lần, bạn cho thêm nước cùng dinh dưỡng đầy bình. Không cần am hiểu kỹ thuật chăm sóc cây, vẫn sở hữu được chậu cây đẹp. Amber, sống cùng thiên nhiên.